Đủ xuống xe bắn chết bọn kia đã, ngứa mắt lắm mà đấy. Ngứa 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 mày 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 thích dình tao nãy giờ. À chà chà, đông quá nhỉ. Ô chết thật, chẳng lẽ tao phải chơi súng lục với chúng mày đấy đấy. Ui con gì đấy, thôi 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 thôi, kiến lửa sư tử, kiến lửa sư tử. Em xin lỗi, em xin lỗi. Thôi thôi thôi, đi 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 đi. Đây cái cầu mình vất vả mình đi một đoạn đến tận cuối rồi, chỉ để mở cái cổng thôi đấy. Tăng tốc. Ui tôi chết rồi. Shit. Ôi giời. Vậy là nhá, từ giờ phi thật nhanh để tránh tàu hỏa nó đâm. Nhanh 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 nhanh, hoặc là nép vào bên phải đúng không nhỉ? Ra về bên trái đi, trái 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 trái. Đẹt. Vẫn bị à? Nép vào đâu thì không bị nhỉ? Nhanh 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 nhanh. Lô lại đi. Nép sang bên phải xem nào. Bên phải đếch được ấy. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Lô đình lại. Bây giờ phi nhá. Ôi giời. Hay nghe tiếng tàu thì mình lùi lại luôn đi. Không thì như cứ đến đây thì mới có tàu cơ. Cứ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Vẫn bay nhỉ. Đi nửa bố nó đường rồi mới có tiếng tàu mà. Đấy. Bố mày lùi. Bố mày lùi. Tàu đâu ra đây? Ủa chết rồi. Đệt. Rồi. Đã tính toán thế rồi. Người tính đá bằng trời tính nhỉ. Đấy, có tiếng, có tiếng, có tiếng rồi, có tiếng rồi, lùi là vừa đấy. Đấy. Sao cái xe nó to thế? Vẫn bị. Oh shit, nó còn đỏ lò màn hình nữa. Quả ngã này có vẻ đau. Luôn 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 luôn, không có từ từ gì cả, tấp vào bên kia luôn. Đây 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 nhá, sát sang bên này nhá, tao mà còn va vào mày nữa thì đúng là vô lý này, thằng cái chết. Đi luôn đề phòng có một chuyến nữa nó lên thì ăn cức. Đành phải chơi lầy như vậy thôi. Ui, hình như lại có tường chắn đúng không? Đẹt. Chúng mày lại trêu tao rồi. À xuống đây luôn đi. Xuống đây, xuống đây. Lại phải đi một cái đường vòng thế này đúng không? Ui, đường hơi xấu một tí. Mình còn không đi được, nói gì cái xe đi. Lên này. Tăng tốc. Đấy, cứ phải bay lên như vậy. Lốt đi nhưng mà xem. Biết mà. Tải một cái map mới. Đúng rồi, game này nó là game liền mạch, đâm ra là cứ đi một đoạn phải lốt như thế, chứ không thì nó không thể nào tải một cái map ngay từ đầu được đúng không? Chỗ này có cái đèn.
Đấy, cứ như kiểu có cái phòng nào bên này ấy. Ui, ui. Chết cha, đi xem đấy có đèn. Tên sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Xuống đi chơi tí nhỉ. Con này còn sống không? Ồ, người ta chết cháy. Cầm khẩu côn xoay ra. Úi dồi ôi, vãi cứt giật mình. Đâu ta? Rồi, sạch sẽ. Ê! Cút ra kìa. Hello, bỏ mẹ rồi, đạn dược thế này. Ô, mình cũng chỉ đi được có một đoạn rồi. Ui rồi ôi. Tàn sát nha. Đi bộ một đoạn xem có đường nào nó dễ dàng đi không. Thử xem nào. À mấy cái xe này hút sao được. Để mình dọn dọn cái đường gọn thế cho xe ô tô mình đi. Rồi. Việc đi vào trong này xem có gì nhặt được không nữa. Coi như là một cái trạm dừng chân để mình nhặt đồ tiếp tế thôi. Hết rồi. Quanh đấy cũng chả có gì nhặt cả. Xong rồi đấy. Mình ghét những cái chặng đường mà cứ phải có cái xe đi cùng như thế này. Lại lốt đinh nữa chăng? Rồi ra ngoài trời rồi đấy. Ánh sáng căng đét. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, đằng trước có cái gì kìa. Mấy cái thùng ấy mà. Lạng lạng ra tí. Đường nó cũng đang dốc lên này. Thế có cái nhà bên đường này. Và thám thính gì. Ui. Biết đâu có đồ nhặt được đúng không? Khóa cửa. Sao đùa chứ có cái nhà lại khóa hết cửa vào thế này. Có cái bia mộ này. Chỗ này không có kiến lửa sư tử nó nhảy ra nhỉ? Cái nhà này chắc chắn là vào được vì cái cửa đấy là mở được ấy, chẳng qua nó khóa thôi. Đấy. Không bỏ công nha. À, không phải khóa. Ra đây. Khóa thật. Vốn dĩ cái cửa này là không mở được. Súng lục thường đi. Đang thừa đạn súng lục. Như kiểu ngôi nhà ma này. Ê, máu này. Nhưng mà mình... Ui. Ui. Cút 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 cút. Tại đâu chơi với chúng mày. Ô mẹ cái xe tự nhiên biến mất đây này, sợ vãi. Ui cái chỗ này chả có cái gì hay ho cả. Ui
Kinh hãi vồn. Không có ma nhưng mấy con đấy nó cũng sợ đéo khác gì ma luôn. Lại có cái chốt chặn gì cơ. Ủa đừng. Thằng nào bắn tao ấy. Ai bắn kệ bà nó. Ui ui. Nó dựng nó chắn. Tao ngu gì mà tao dừng lại. Tao đi luôn đi. Đâm xuống đất chết mồ. Ấn lưu nhanh game cái đoạn này có thể té bất cứ lúc nào. Ai bị chạm nó ai. Chắc là phải kiếm cái đường vòng lên thôi. Đấy. Bố mẹ giờ tính sao? Kìa kìa, có cái ổ dây điện kìa. Ừ. Cái này thế nào? Cửa mở chưa? Oh fuck, làm nào để mở cửa? Mấy thằng này ly nhỉ? À, nhặt mấy cái cục ắc quy vào, lắp bên cạnh là được. Còn một cục nữa ở đâu? Ôi chết mẹ. Oh shit. Hay đây, dùng cái này xem nào. Ui. Mẹ. Ơ. Mở gói cho ta. Chưa mở. Bây giờ kiếm cái gì để nối vào đấy bây giờ nhỉ? Rồi. Cút thế kìa. Xuống biển đi. Chắc bên này có đấy. Một cục ắc quy nữa. Game hành nhau thế này nữa. Tôi biết tìm héo nữa của ắc quy bây giờ. Nhặt ăn mất đồ còn đâu nữa. Shit. Chắc quanh quanh đây rồi. Cái cục cái bình ga nó nổ đúng không nhỉ? Đếch nổ được. Tính mình ẩu lắm nên không biết là có bỏ qua cái gì không chứ lại. Mẹ cái có phải kia không? Xuống đấy. Đúng rồi. Ê tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra. Ui sao cục ắc quy nó ở tận trên trên kia là sao ta? Chả hiểu nữa. Được rồi. Yeah. Cửa mở rồi. Đơn giản vãi mày thế. Đúng cái chỗ khó nhìn lại nhìn thấy. Úi giời. Lại loading cho mà xem. Vừa mới hết một bối cảnh rồi. Rồi, quả lại vẹo tay lái này. Vẹo này.
Hoặc là đâm vào tường luôn ấy. Không đâm. Mình chỉ thích ra ngoài trời thôi, không thích ở bên trong đâu. Sợ không gian chật hẹp. Cứ ra ngoài trời làm gì làm. Ôi có một ngọn hải đăng kìa. Dây điện nối lên trên đấy, khéo mình phải vào đấy. Khéo có cái cổng đấy, bắt phải vào đấy. À đâu? Được, đúng rồi, tôi làm được rồi. Bọn chúng đang truy lùng chiếc xe này. Lái xe của anh vào nhà kho, ok. Nhà này hả? Ok. Đấy. Xong rồi. À, thế là xong rồi đấy. Ơ, lại ra ngoài à? À, chỗ này chỉ để cất xe thôi đúng không? Có anh chiến đấu cùng sẽ tăng sĩ khí, tôi biết cái gì đâu. À, ông này ông quân y à? Chết rồi, tàu lính đến. Sao biết? Nhìn thấy ở đâu ấy? Nhìn thấy ở đâu ấy? Đâu địch đâu, địch đâu? Để xem nào, mình có 3 quả súng cối. Mình phải lái. Phải lái như vậy. À không, nó thả lính thôi. Nó thả lính thôi. Phí phí mấy quả lựu đạn. Đâu nó đâu rồi? Bắn nhau bọn này cứ cầm khẩu này thôi, vì bọn nó có đạn này mà. Ừ, trời. Có phải bắn một sát một thằng văng xuống không? Không phải một mảnh. Chết này. Đi nhặt đạn của chúng mày. Đây tàu lính ở đây đúng không? Nó lại thả lính ở đây à? Hạ gãy cái này chứ. Mở ra đây. Úi giời, nhẹ nhàng quá. Tại sao cái cung này lại ở xếp ở hạng thứ tư nhỉ? Chắc là đam nó to đúng không? Mặc dù nó chỉ bắn phát một thôi nhưng mà chắc đam nó to. Đây, đã thấy bố thủ ở đây. Thằng nào xuống, bố bắn chết. Bắn chậm thế, đạn chậm thế. Úi dồi, quá chân luôn. Úi dồi, chết luôn. Cầm cái súng của bọn nó đi. Mấy chục viên cơ mà. Chết rồi, chết rồi. Ôi thôi, mấy ông này chết rồi. Ôi mẹ, mấy ông này chết rồi thì mình đi đâu bây giờ? Chắc trên này sẽ có súng cối cho mình. Đây lựu đạn.
Chả có cái gì cả. Vô dụng mà. Cái ông dẫn đường mình cũng chết rồi đúng không? Cái gì đấy? Nó mẹ giờ tính sao nhỉ? Cái nhà này có cái gì không nào? Cũng có tí gọi là đạn dược. Không đủ. Mình cả súng cối cơ. Mục tiêu rời đi đâu nhỉ? Chỗ này đường cụt mà. Chẳng lẽ chui vào trong cái tà hải đăng này. Úi dồi ôi, máu 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 máu. Đấy. Hy vọng trên nóc này có đồ. Úi dồi ôi, mẹ đi qua mà nó cũng bắn. Vẫn chưa thấy súng cối của tôi đâu. Đây rồi. Chúng mày chết với tao nhá. Trượt. Tôi phải để nó đứng lại cơ. Úi dồi ôi, mẹ bố trượt cay chứ. Chúng rồi. Chúng rồi. Tôi bị thương. Ủa biết tôi biết ông bị thương rồi. Được rồi, để tôi xuống với ông đây. Rồi, xuống rồi. Giật cho mình, mẹ bố mày. Mình tí nữa mình bắn nói nhá. À mà ông này bắn ông không chết được đâu. Bất tử mà. Đây là tôi đang đi đây. Chóng mặt quá. À có đường bí mật ở dưới à. Dọc theo lối đó. Lối đó nào. À. Á chà chà. Tưởng mới lừa mình. Ok. Xin chào. Xin lỗi tiến sĩ. Ơ. Đi với tôi nào. Đi ra ngoài với tôi. Đếch ra ngoài luôn, mình không thể đẩy ông ấy ra được. Thôi, tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt nhá. Đóng cửa đi, tôi đi. Thôi, xuống đây là không bao giờ lên được nữa rồi. Từ đoạn này nó không phải đi xe nữa đúng không? Mình chúng ta không cần phải lo cái vấn đề đi xa hoặc là phải đi đi lại lại mở đường nữa. Từ đoạn này là có bọn kiến lửa sư tử thì sao ta? Sợ lắm. Ê, quân kháng chiến này. Vãi bà. Mặc định ông này bị chết rồi đúng không? Ui ôi ui ôi. Ui. Chả biết đang đi đâu nữa cơ.
Cái gì đây? Cái quái gì đây? Cái bập bênh gì ở đây này? Ui! Đoạn này vừa phải giải đố à? Úi dồi! What the fuck? What the fuck? Bây giờ làm gì? Đứng đùa chứ. Đùa đùa rồi. Ôi giời ơi. Kệ cho nó cắn đi. Mặc kệ đi, mặc kệ nó đi. Ui ui. Mình cắn cái kia. Mẹ. Úi dồi, úi dồi. Đâu cái thùng tao đâu rồi? Vỡ mẹ cái thùng rồi. À, dùng cái súng này được chứ thôi. Rồi ôi, rồi ôi. Ở à, đây cái thùng đây này. Đừng bảo là chết bẹt ở đây nhá. Đúng rồi đấy. Ok á. Ôi xời. Mẹ thật khó chịu. Tao thấy khó chịu. Cút. Đi nào. À như thế này có phải nhanh hơn không? Cút. Chả con mày đâu. Cửa này. Cút ra kia. Tao không tiết kiệm đạn với chúng mày nhưng mà tao chưa kịp đổi súng thôi. Hú hồn. Ủa thế chung cuộc chỉ để ra để ăn cái này thôi à? Ôi chết mẹ. Thế làm cái bọc binh ấy để làm cái trò quái thì vậy trời. À để sang bên này chứ. Đây, đây mới là đường sang đây này. Ở bên này cũng chả qua là sao? Bọn này nó bay được nó mới khốn nạn chứ. Ui dồi ôi. Đứng 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 đứng. Có năng lượng là tốt rồi. Có năng lượng là đẹp rồi. Tránh đường cho bố mày đi. Để đem đi. Kiểu như làm chấn động ấy nhỉ. Không biết làm chấn động này có tác dụng là làm cho cái bọn nó lên ít hơn không. Khéo cái đấy nó dậm xuống đất thì cái bọn này nó không lên nữa hay sao ấy. Ồ, một cái đoạn đường có vẻ như là sẽ rất là nhiều kiến lửa sư tử nó xuất hiện ấy.
nó kìa. Đéo phải kiến lửa sư tử à? Cái con đéo gì này? Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, có đồng minh. Tao cầm mà súng cối chơi nhau mày. Nó chết rồi. Cuối cùng xử lý xong con này nó to thế. Con kiến lửa. Ôi. Freeman đi theo nó. Biết rồi, thôi ít thôi. Tìm đau hết cả lên. Khai thác trứng thơm. Trứng thơm của nó có cái gì mà khai thác? Người Freeman sẽ cần những quả trứng này ở hành tinh phía trước. Thu nhặt chúng ngay. Nhặt ở đâu? Ấn chuột phải để bóp. Kèn kẹt. Đáp có tác dụng gì không nhỉ? Mình ấn save game cái. Bây giờ đáp thử nhá. Vô hạn à? Vô hạn không ạ? Đây như kiểu cái làng hay sao nhỉ? Bọn nó nói chuyện gì với nhau ấy? Quả trứng là số mấy nhỉ? Số 6. Có mỗi một đường đi này đúng không? Bọn nó đang nói tiếng ngoài hành tinh mình cũng chả hiểu. Nova Brosbeck ở phía trước rồi. Đi tiếp đi. Một mình anh không thể nào tới đó. Nhưng cứ nghĩ là từ giờ sẽ đi theo thằng này. Nó bóp bóp chuột phải để làm gì ta? Đây như kiểu cái kênh đập nước ấy nhở. Thằng này xuống đây rồi. Ê ơi, sát thằng combine treo ở đây này. Không có dịch à? Ủa, đã có đèn chiếu rồi. Như kiểu là cái quả trứng này làm cho mấy cái con nó sợ ấy. Trứng của con chúa mà. Hay quá, có quả trứng này tiện thế. Chết rồi, đoạn này không có dịch, mình biết nó bảo mình cái gì. Cưới bọn nó à? Bọn nó có cắn mình nữa không? Ra lệnh cho bọn quái này tấn công bọn combine. Hay quá ta. Mình đáp đi đâu thì nó ra đấy. Thử giết hai con này đi nhá. Đấy, mình bóp chuột phải để bọn nó nghe. Vô sát thằng đi cho tao. Cắn đi. Rồi, giờ ra đây.
Bắn kia ra đây cho tao. Phá cái này cho tao. Đứng đấy để tao trèo lên chăng? Đó phải. À, giờ mới mở cửa cho mình đi à? Giờ mình có hai con đại rồi đúng không? Đi theo tao nhanh lên. Con kia đâu? Đúng là đi một mình không được, nhưng mà có thể lôi theo mấy cái con kiến lửa sư tử này đi được. Là đồng minh của kiến lửa còn gì nữa. Tiện quá, tiện quá. Ui đồng thế. Mấy cái máy không biết để làm gì nhỉ? Ai biết cái máy này để làm gì thì mọi người bảo mình với, để mình biết là có nên tắt hay bật nó không. À đúng rồi, cái máy này tạo xung chấn để bọn này nó không đến gần được. Hiểu rồi, thế giờ những cái máy là cần phải tắt đi. Thế là đợt trước mình đi mình bật, mình đã tắt cái máy đi. Cái lúc mà mình cần tránh xa bọn kiến lửa thì mình lại tắt cái máy đi là ngu đúng không? Đi theo anh nào. Ui, đạn bắn, đạn bắn. Giết nó. Đúng rồi. Cắn nó. Bọn mày làm tốt lắm. Làm quái quái đấy. Tự nhiên giờ lại có đại là kiến lửa sư tử. Tắt cái này đi đã. Để cho bầy đại của ta còn đi được. Ui dồi. Ghê vậy. Ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm. Ấn số 6 mà. Đi nào các con. Giết chúng nó cho tao. Đúng rồi. Giết nó. Hay lắm. Hay lắm các con. Vai. Điều khiển được kiến lửa. Ngầu với lù. Rồi phải chạy thật nhanh. Đây rồi. Dưới này thì nó không làm gì được mình đâu. Ôi chết mẹ. Đừng 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 đừng. Đâu có máu ở đây cơ. Còn 8 máu ăn thua gì đây? Ra chưa? Đúng rồi, để nó bắn mày đi.
Tại sao có thể chân ngu ngốc như vậy cơ chứ? 8 máu rồi nó lưu từ đoạn này à? Rồi không sao, lên đây giết cái nhà tháp canh này xem có cái gì ăn không. Xin chào. Ui giời đầy máu luôn. Sợ đếch gì bố con thằng nào đâu. Cầm cái chỗ này. À cho mày bắn con tao. Nào các con, đi theo tía nào. Cái quái gì ấy? What the fuck? Các con gọi ra, các con gọi ra cho bố đi nào. Cẩn thận nó cho nổ tung bây giờ. Chỉ khổ các con của bố thôi. Ui đừng đừng đừng. Quá nhiều giáp với máu. Tránh ra nào các con, cho bố đi. Hư vãi. Hư này bố đánh chết đấy. Ơ hay quá, lên đây luôn này. Chết mày này. Giờ mình có trứng của con kiến lửa mẹ rồi, con kiến chúa rồi. Bố mày là kiến chúa luôn. Mà bọn này nó cũng ngu thật. Bọn này quá ngu luôn đấy. Nào các con đi theo mẹ, à nhầm, đi theo bố nào. Theo nào, theo nào, theo nào. Come on, come on, come on. Mục tiêu là lên trên kia đúng không? À, đang hoàng hôn hay bình minh nhỉ? À, mình đi vừa rồi là đêm đúng không? Chắc bây giờ đang là sáng. Đi theo mẹ được không? Nhầm, đi theo bố chứ. Sẽ đi trước thế, nhanh nhẩu thế mày. Ui, ui, ui. Giết nó cho tao. Bọn khốn nạn. Giết nó. Ui giời lửa cháy kìa. Khéo các con của mình chết mất thôi. Vả chết cũ đi. Rồi tao đi trước đã. Có gì cứ đi theo bố luôn đi. Không cần phải để ý mấy cái con đấy đâu. Lên trên kia. Lên được không? Ui sao bọn kia ở đâu ra chui ra nhiều vãi. Này có cái dây này. Tôi tập là hay vãi. Trời ơi không muốn dừng luôn. Ok. Đồ ăn này. Đâu nhỉ? Rồi bố mà xuống vực đi con ạ. Ơ giờ đi đâu ta? Leo lên à? Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi xuống hết rồi. Ui.
Không biết đoạn trong này mình gọi con mình theo được không nhỉ? Bây giờ cứ thử gọi xem nào. Đấy được rồi. Rồi, thôi từ giờ từ tầm này trở đi là mình sẽ không còn bọn đệ tử đi theo nữa rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Ngó qua nhìn tí. Ok, cũng không có gì đặc sắc.